Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Learn Less Learn. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 1 và bây giờ chúng ta đã sang bài tập số 2 của phần reading của nội dung skills này các bạn này. Đó. Rồi, vậy thì bài tập số 1 chúng ta vừa làm xong rồi thì bây giờ sang bài tập số 2. Bài tập số 2 là người ta đề nghị mình là đọc về những câu chuyện cuộc đời của những người. Đó, đọc à hai người chứ xin lỗi, câu số 2 này. Đọc những câu chuyện cuộc đời của hai người và hoàn thành cái bảng với những cái sự kiện về bản thân họ. Đây là hai câu chuyện của hai câu chuyện cuộc đời của hai người. Người thứ nhất là Larry Stewart và là người thứ hai là Lê Thanh Thúy. Rồi, đây là hai người, một người nước ngoài và một người Việt Nam. Và cái cột mình cần điền á là những cái thông tin cụ thể. Cột bên đây là tên. Đó, tên là bên này là tên này và tên Larry Stewart với Lê Thanh Thúy, đúng không? Bây giờ cụ thể năm cái thông tin chúng ta cần phải biết. Cái thông tin thứ nhất là born. Born này là sinh đó các bạn. Đó, sinh. Died. Chết, đúng không? Ngày sinh, năm tháng sinh và thời gian mất đó. Rồi nationality này là cái quốc tịch đó các bạn. Nationality là quốc tịch này. À, quốc tịch ở đâu? Quốc tịch này ở đâu? Chắc chắn này Việt Nam. Health problem. Các bạn nhớ cái âm cuối này đừng để mất nha. Health problem là cái vấn đề sức khỏe của họ là gì? Có là họ gặp loại bệnh gì? Vấn đề sức khỏe của họ là gì? À, chúng ta cũng tiếp tục điền vào bên này. Và cái cột cuối cùng là dedicate life to. Có nghĩa là họ cống hiến cuộc đời của họ cho cái điều gì? Đó, các bạn nhớ nha, cái này rất là hay này. Dedicated life to, họ đã cống hiến cuộc đời của họ cho những điều gì. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ giúp các bạn đọc hai người này. Rồi sau đó mình dịch trước cho các bạn. Rồi sau đó mình sẽ ghi ra những thông tin này cho các bạn nha. Rồi, các bạn yên tâm. Rồi, để mình nâng màn hình lên để các bạn dễ nhìn thấy. Đầu tiên là Larry Stewart. Đây, cái người mặc áo đỏ này các bạn, rất là nhiều tuổi rồi đúng không? Rồi, cái Larry Stewart này á là đến từ cái humble beginnings đó, là có nghĩa là mình đừng có dịch họ đến từ đâu mà không phải, mà có nghĩa là từ cái câu này á là người ta nói là cái khởi đầu tiên á của cái người này á thì có vẻ là rất là khiêm tốn. Đó, nói chung là về cái lý lịch của họ á, đầu tiên cũng chưa có gì đáng để kể đó, chưa có gì đáng nên nổi bật á, ý là như thế các bạn nha, là cũng hơi khiêm tốn, cũng là khiêm tốn. Cái bắt đầu của họ, bắt đầu cái câu chuyện cuộc đời của họ là cũng là khiêm tốn thôi, không có gì nổi bật. Cái chữ này humble đó, đó là khiêm tốn các bạn nha. Ok, được sinh ra ở Mississippi năm 1948, được sinh ra ở cái nơi đó và nên năm 1948 luôn, sinh ra năm 48. Ông ấy đã sao các bạn, được nuôi lớn bởi ông bà của ông ta. Ông ấy là được nuôi lớn bởi ông bà của anh ta. Đó, vào năm 1971 Larry đã thành lập đã không phải thành lập mà các bạn, mà có nghĩa là phát hiện hay là thấy rằng hay là tóm lại á là cả cái cộng found himself jobless, là có nghĩa là sao, anh ta bị mất việc á. Đó, anh ta bản thân mình bị mất việc, bị không có việc làm á, mất việc á, và sao, và đói. Đó, bị cơn đói trong vài ngày, có là bị mất việc và bị đói trong vài ngày. Sau một cái bữa ăn miễn phí, mà cái bữa ăn đó được cho bởi một cái ông chủ nhà hàng. Có nghĩa là ông này ổng được một ông chủ nhà hàng cho ăn miễn phí một bữa đó. Ông ấy thề rằng, có nghĩa là ông cụ này sau một bữa ăn anh ta lúc còn trẻ, là sau bữa ăn miễn phí được của một ông chủ nhà hàng á, thì ông ấy đã thề rằng là sẽ giúp đỡ những người khác bất cứ khi nào anh ta có thể. Các bạn thấy chưa? Cuộc đời người ta trải nghiệm những điều như vậy thì người ta rất là quý giá sự giúp đỡ và sự cho đi cho cuộc đời đó các bạn. Sau đó thì Larry đã di chuyển đến Kansas, thành phố Kansas,
nơi mà ông ta đã rất là đủ may mắn này, ông ta rất là có đủ may mắn để kiếm tiền trong một cái trong cái lĩnh vực truyền hình cáp này các bạn, truyền hình TV cáp á, truyền hình cáp đó. Và ông ấy đã bắt đầu giúp đỡ những người kém may mắn năm 1979. Và những câu chuyện về cái ông già Santa bí mật này, cái ông Santa này người ta hay gọi là giống như một dạng ông già Noel đó các bạn. Những câu chuyện và những cái câu chuyện về cái ông già Noel bí mật này á bắt đầu được sao các bạn? Được nổi lên từ cái thành phố này. Có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là cái ông già Noel là người mang quà, mang phát á, phát quà đó các bạn. Đó thì đã bắt đầu nổi lên trong cái thành phố này. Đó có nghĩa là những câu chuyện bí mật về ông già Noel mang cho quà, hiến tặng quà cho người khác á, nó nổi lên trên thành phố. Trong hơn 26 năm, các bạn nhìn này nha, con số 26 năm là khủng khiếp các bạn ha. Trong hơn 26 năm, ông ấy đã sao các bạn? Đã giúp đỡ hàng ngàn, đã hiến tặng, đã ban phát hàng ngàn đô la mỗi mùa Giáng sinh cho những người cần nó trong những nơi công cộng. Đó, các bạn thấy chưa? Mà không cần phải tiết lộ danh tính của ông ta, có nghĩa là không cần cho biết danh tính. Giống như là Mạnh Thường Quân nhưng mà không cần biết cho biết tên tuổi á, âm thầm giúp đỡ người khác đó các bạn. Và ông ấy càng cho nhiều, ông ta càng cho nhiều thì sao? Những câu chuyện về cái sự hào phóng của ông ấy càng được lan truyền khắp nước Mỹ. Và ông già Noel bí mật bắt đầu nổi tiếng nhưng vẫn đang còn là vô danh, vẫn còn ẩn danh đó các bạn, chứ không phải vô danh, xin lỗi các bạn. Cái từ ẩn danh thì hay hơn, ẩn danh đó, chứ không phải vô danh các bạn nha. Đó, ông ta vẫn ẩn danh 26 năm, hơn 26 năm trời, các bạn thấy chưa? Và ông ấy vẫn giữ cái danh tính của ông ta ở trạng thái bí mật này mãi cho đến năm 2006. Có nghĩa là mãi năm 2006 thì ông ta vẫn còn giữ bí mật, nhưng đến 2006 này sao? Khi đó ông ta đã được chẩn đoán là bị ung thư, được chẩn đoán là bị ung thư. Đó, cái mà sau đó đã dẫn đến cái chết, cái cuộc đời của ông ta, từ chối cuộc đời của ông ta là dẫn đến cái chết của ông ta đó. Và từ khi cái chết của ông Larry Stewart này á, vào năm 2007, có nghĩa là từ 2007 ông ta đã chết, thì sao? Cái gương về của ông ta, cái tấm gương của ông ta, có nghĩa là những cái hoạt động, hành động tốt đẹp của ông ta đó, nó đã truyền cảm hứng đến những người khác để tiếp tục cái sứ mệnh tốt bụng, tử tế và công việc từ thiện của ông ấy. Có nghĩa là nó đã truyền cảm hứng cho cái công việc, cái sứ mệnh tử tế tốt bụng và công việc từ thiện đó của ông ta. Từ năm 2007 tiếp tục được truyền cảm hứng cho những người khác đó. Rồi, đó là cuộc đời của ông Steve Walk. Các bạn ha, Walk. Rồi, Walk, chứ không phải Walk. Xin lỗi các bạn, nãy giờ thầy cứ Walk, không có Walk. Thầy đọc quen cái từ Walk kia rồi. Rồi, bây giờ đến cuộc đời thứ hai là cô Lê Thanh Thúy. Đây, cô Lê Thanh Thúy thì được sinh ra năm 1988. Lê Thanh Thúy được nhận giải thưởng với danh hiệu là gì các bạn? Công dân trẻ nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006. Một năm trước khi cô ta qua đời, có lẽ là cô ta qua đời năm 2007 đó. 2006 là nhận danh hiệu công dân nổi bật của thành phố. Ngay khi Thúy bắt đầu học trung học phổ thông năm 2003 đó, thì cô ấy được chẩn đoán là bị ung thư xương. Và bác sĩ thì sao các bạn? Quyết định là cắt bỏ đó các bạn, cắt bỏ, phẫu thuật cắt bỏ đó cái chân của cô ta để cứu cuộc sống của cô ta. Và những cái sự nhập viện được lặp đi lặp lại rất nhiều lần của Thúy đó, những cái sự nhập viện này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần của Thúy đó, thì sao các bạn? Là xuyên suốt 4 năm có sự nhập viện liên tục đó, lặp đi lặp lại trong suốt hơn 4 năm đã không dừng cô ta từ cái việc giúp đỡ những bệnh nhân khác. Có nghĩa là mặc dù cô ta thường xuyên nhập viện liên tục trong 4 năm như vậy, nhưng nó không ngăn cản cô ta trong cái việc cô ta giúp đỡ người khác, những bệnh nhân khác đó các bạn. Và giấc mơ của cô ta là gì các bạn? Là khởi xướng một cái quỹ để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư trẻ. Bất cứ khi nào Thúy có thể,
di chuyển đi đâu á, đi đâu xung quanh á thì cô ấy đều sao bạn, đều tổ chức những cái hoạt động từ thiện khác để sao các bạn, để giảm nhẹ này, để chia xoa dịu giảm nhẹ những bệnh nhân trẻ, những nỗi đau của những bệnh nhân trẻ, những nỗi đau của những bệnh nhân trẻ. Và cái công việc đầy ý nghĩa của Thúy đã sao các bạn, đã rất được hoan nghênh và được hỗ trợ bởi cộng đồng. Như một kết quả, cái chương trình giấc mơ của Thúy được phát sóng, được lên sóng đó, và hiện tại được quản lý bởi báo Tuổi Trẻ đó, Tuổi Trẻ các bạn ha. Rồi Tuổi Trẻ, báo Tuổi Trẻ vẫn tiếp tục tổ chức những sự kiện hàng năm, những sự kiện hàng năm để hỗ trợ chương trình của Thúy, của cô ta. Một cái sự kiện quan trọng nhất là cái lễ hội Hoa Hướng Dương. Ở đó những đứa trẻ và những gia đình của những đứa trẻ đó đến với nhau và rất là vui vẻ. Những món quà được trao tặng đến những bệnh nhân trẻ và ký ức của Thúy được giữ mãi, trí nhớ của Thúy, kỷ niệm của Thúy được giữ mãi, sống mãi bởi câu chuyện của cô ta về tình yêu thương và sự chia sẻ. Rồi, như vậy là các bạn thấy không? Hai cái tấm gương, hai cuộc đời rất là ấn tượng, rất là sâu sắc. Và bây giờ là lúc chúng ta điền vào. Đây, bây giờ thầy điền vào luôn cho các bạn. Thầy nói nhanh gọn thôi thì các bạn điền vào thông tin nó có trong bài hết rồi. Cái ông Larry này là sinh bao nhiêu các bạn? Sinh năm 1948 đúng không? Rồi, sinh năm 1948, quốc tịch là Mỹ, America. American. Và em xin lỗi các bạn, quốc tịch chết ở dưới cột này nhá. Các bạn viết chữ này xuống cột này, quốc tịch này. Còn chết năm bao nhiêu? Chết năm 2007. Đây, 2007. Còn đây là quốc tịch các bạn viết xuống cột này nha. Và vấn đề sức khỏe là gì các bạn? Ung thư, cancer. Và cuối cùng là cống hiến cuộc đời của mình cho ai? Cho những người cần, needy, the needy. Đó, những bệnh nhân trẻ đúng không? Rồi bệnh nhân trẻ là bên Thanh Thúy. Rồi đó là ông Larry Stewart. Đến lượt Lê Thanh Thúy là các bạn. Lê Thanh Thúy là sinh năm bao nhiêu các bạn? Sinh năm 1988 đúng không? Đây này. Sinh năm 1988 nè, đúng không? Rồi, 1988. Và mất năm bao nhiêu? Cũng 2007 luôn. Và quốc tịch Vietnamese. Rồi. À, vấn đề sức khỏe, ung thư xương đúng không? Bong. Cancer. Và cái cống hiến cuộc đời cho mình cho những bệnh nhân ung thư trẻ đúng không? Đó. Như vậy là chúng ta đã, sau khi thầy đã dịch cho các bạn xong cái bài văn đó thì các bạn đã thấy chúng ta điền hết đầy đủ các thông tin của hai cái con người rất là nổi tiếng này, rất là tử tế tốt bụng này. Rồi, hy vọng các bạn thích cái video này và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn tiếp tục đón nhận thêm nhiều cái video hay của Mr. Long Linh. Và bản thân thầy cũng rất là vui khi các bạn ủng hộ thầy. Thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và hẹn các bạn video tiếp theo ở bài tập số 3. Chào các bạn.